hàng ngàn khối đất đá đổ xuống quốc lộ 7, gây ách tắc giao thông hơn 12 giờ đồng hồ, đoạn qua xã Lãng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động 4 máy xúc đến giải tỏa ách tắc giao thông. Tuy nhiên, việc khắc phục gặp khó khăn vì mưa kéo dài, lũ đổ về, núi ngấm nước, càng xúc đất đá càng sụt xuống. Đến sáng 21 tháng 8, sau hơn 12 giờ đồng hồ nỗ lực san ủi đất, đoạn quốc lộ 7 qua đây vẫn chưa thể lưu thông, các phương tiện bị ùn ứ kéo dài hơn 2 km. Việc quốc lộ 7 bị chia cắt bởi đất đá sạt lở không chỉ ảnh hưởng đến đi lại của hành khách mà còn gây khó khăn cho công tác cứu hộ, hỗ trợ các huyện miền Tây Nghệ An như Sơn Kỳ, Tương Dương chống chọi với mưa lũ dồn dập trong những ngày qua.